Cháu Trình xin chào các bác, quý chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hôm nay cháu Trình lại tiếp tục lên trên nhà của hai anh em Hưng với cả Thuận. Và buổi sáng thì cháu Trình có việc không lên được, hiện tại đang buổi chiều các bác. Thì hôm nay thì cũng có mấy anh em là lên trước rồi. Mấy hôm nay thì cô Hiếu Lê với cả bác Liên là hôm nào cũng lên. Thì buổi sáng nay thì cháu Trình không lên thì có anh Việt với cả Giang là lên đưa cô lên rồi. Thì cháu Trình sẽ buổi chiều lên mới đón cô xuống các bác. Tại vì cô thì lên từ sáng, buổi chiều tối thì cô mới về. Và mấy hôm nay thì chúng cháu sẽ cùng với cả cô với cả đội thợ là sẽ ăn cơm sớm hơn để cho hai cô về cho đỡ mệt đấy các bác. Chứ tối toàn bật đèn xe về là rất là tội cô bác ạ. Đây bờ kè thì hiện tại đã xây đến chạm cái nền rồi các bác nhé. Đấy rất là cao luôn này. Cái này mà khi mà xây xong ấy là xe múc đất này này, xong rồi để ở đây để cho bằng hết các bác. Đất mặt đường này thì vẫn cách ra tầm hơn 2 mét đấy các bác. Đấy, bây giờ thì quá là tuyệt vời rồi. Xây bằng cái gạch này rất là đẹp, với cả rất là chắc luôn các bác, xây gạch này ấy. Đấy. Và cái cột trụ ở đây thì cứ cách 2 mét là một cái cột trụ bằng gạch như thế này này. Đấy. Và nhiều quý bác anh chị thì có bình luận cũng góp ý khá là nhiều. Thì như cô Hiếu Lê làm này là quá là chắc rồi các bác nhé. Tại vì cái kè này ấy, thì nó chả giữ cái gì cả đâu. Đấy, chỉ có giữ phần đất ở ngoài này thôi. Cho nên nó không có trọng lực để mà đẩy cái kè nhiều ấy. Thì không cần phải làm cột sắt hay là như thế nào cả. Không cần phải cho sắt vào nhiều đâu các bác. Đấy. Cái lối này thì sẽ bịt lại hết cô bác nhé, bịt lại hết và theo ý của cô Hiếu Lê là sẽ làm một cái nhà vệ sinh ra ngoài này này. Rồi cái nhà vệ sinh ở trong nhà thì sẽ làm cái kho. Đấy, nhà vệ sinh thì làm ra góc này. Còn cái cửa thì sẽ lên đằng kia cô bác nhé, lên hướng đằng kia. Tại vì nhiều bác cũng bảo là về hướng cửa ấy, thì nhà hướng bắc thì cửa hướng đằng bên kia lên là sẽ hợp phong thủy hơn, rất là đẹp. Với cả sẽ tận dụng được cái khoảng sân ở ngoài này này. Để sau khi mà mình làm xong cái bờ kè này ấy, thì mình sẽ đắp đất đó bằng hoặc là có thể sử dụng để trồng cây, cối, làm những công trình khác ở đây rất là nhiều. Gạch thì hiện tại đã hết rồi đấy, gần hết rồi, còn một ít nữa thôi. Thế hôm nay xe gạch là vẫn chưa lên à anh trưởng? Chưa thấy đâu à? À anh chào các ông các bà đi. Cháu chào các ông các bà, có gì chú bác? Chưa thấy đâu, sáng gọi rồi mà. Đâu? À vâng, con cháu ông các bà, cháu có bác chú ạ. Ồ, thế là vẫn đủ nhỉ, đủ buổi chiều ngày hôm nay nhỉ, gạch ấy. Vâng, thì tầm mai là phải có rồi. Nào Hưng, ôi dồi, đợi cái mũ. Còn chào con các bà, chào cô các chú, chào các anh chị. Ai thiết kế cho cái mũ? Em. Hả? Em tự làm. Tự làm à? Mọi hôm có thấy đội mũ đâu hôm nay. Chế. Chế cái mũ đội. Gạch thì hôm nay nữa là hết sạch rồi các bác. Sáng là cháu Trình gọi từ sáng rồi nhưng mà vẫn chưa lên. Tại vì là hôm qua thì cũng bảo là đến buổi chiều mới có gạch lên. Cắt thì cũng gần hết rồi. À còn nhiều mà, đây nữa. À, cô Hiếu là lên từ sáng rồi. Hôm nay có nắng không cô? Nắng hơn hôm qua. Nắng ngày nay nóng. Vâng, nóng hơn hôm qua ấy, hôm nay khả năng nóng hơn. Ngày nay làm gì mà luôn vậy đi ăn bún? Có mà. Có không? Con giờ đi. Con đi xong có, con đi mà. Con đi xong con đi xá. Đi xá hả? Vâng, đi xá làm giấy xong. Làm giấy gì à? Mai con lại phải đi một ngày nữa. Vâng. Cho mấy 10 triệu, mấy triệu không? Thuốc gì đấy cô? Nước gì đấy? Nước. Nước sôi à? Ừ. Nước trắng. À. Ui ôi, nhiều trứng đấy. Ui ôi, trứng luộc. Ui ôi. Đây là trứng vịt lộn hả? Trứng luộc. Trứng vịt lộn. 5 cái. Mấy chục quả đấy cô? 40. 40 quả. Nhưng mà thối 2 quả, bị vỡ 2 quả rồi là còn 38. À. Vâng. Đấy. Hôm nay có bạn Giang ra úp phụ làm bếp ấy.
Ui dồi. Ua. Sườn à? Ui dồi, ở đây. À, sao? Trưa nay là ăn sườn đúng không? Không, đây là buổi chiều. Buổi à. Chiều là thịt luộc với lại đỗ xào. Với lại canh su su. Ui dồi. Ngon. Mấy hôm nay là toàn lên đây ăn cơm thôi. Kéo lên mấy cân rồi đấy. Nấy nấy giang mang thuốc này lên à? Đấy, mang thuốc này lên mà. À, thuốc xương. Ở trong xóm bảo là lấy hộ ấy. À. Thuốc xương khớp của bác, xương khớp của ông gì đây? Đấy. Cháu Trinh cũng đang lấy về mà mấy hôm nữa khả năng lấy lên ra đây phơi các bác. Tại vì chỗ nhà ông gì bây giờ mùa đông rồi ấy. Chỗ đấy là sương mù dày đặc lắm. Không phơi được. Ở nhà Hưng thì nắng từ sáng đến tối luôn. Thì ông gì bảo là sẽ nhờ giúp cháu là mang ra cái khu này để phơi ấy. Khả năng là mấy nữa cháu Trinh lấy ra đây phơi ở nhà Hưng. Tối mang về khả năng phơi một ngày là nó khô hết đấy các bác. Đấy, đây một gói xương khớp của ông gì. Xương khớp này uống rất dễ luôn các bác. Uống như kiểu là uống lá mắt gan đấy. Đây, bao nhiêu loại thuốc, vấn đề ở đây. Sườn, món sườn. Ăn đi. Dạ. Nấm gì trước đi. Tại trường nó có thằng lùng không có chờ chú đâu. Ai vâng. Thức ăn sẽ bỏ. Rau răm. Ui. Rau răm để cũng mà trộn kín quá. Vâng. À cái này chắc vẫn được. Đây. Đây để con nhặt ra để con lấy ngâm nước. Làm gì? Mày làm à? Có chanh không bác? Có. Chanh tủ lạnh. Vâng. Đem bất kịp áo ngoài nữa đây. Đứng dây đi bất ngoài được kìa. Sao em bỏ cho hết luôn. Là vâng vâng. Đó lấy ngâm xem mà. Tí nữa. Vâng. Từ ăn nó thôi đâu. Không có cái đâu. Đâu có sao đâu. Dạ. Cái này. Ra rửa đi rồi vô ăn chừng nào. Lấy cả hiện ra về. Dạ. Lấy cả hiện ra. Vâng. Cô bảo là nghe tiếng vịt lộn là mới lên. Không phải đâu. Cô ăn không được à? À. Vâng. Cô ăn được cái mới để cho tụi ba ăn. Vâng. Tụi ba làm gì có. Đấy, cứ tầm buổi chiều là nắng là sẽ dọi vào đây. Vâng. Đấy, may còn có cái này để che đấy. À, ở đây là cô còn mua cả bình nước từ dưới huyện lên đấy các bác. Lấy cho Trinh trở lên một bao ngô nữa. Một bao ngô. Ngô ở đây này. Một cái này là bao ngô. Ngô bao tử á? Làm gì? Ngô này ngô bé. Ngô này mình luộc ăn được mà, lấy luộc ăn mà. Mai luộc. Vâng. Cháu lấy để bên trong nhà. Bất tài đoạn được em vô nhà chi chơi chơi vậy. Vâng, để vào đây sợ. Bao ngô lên. Mai luộc ăn. 5 bình này à, bà? 5 bình được à? Nước. Bà nước. Bà lấy nước. Bà lấy nước. Bà xin công nước. Món gì đấy bạn? Nộm à? Cái bé đi học về à? Nộm dưa chuột. Hơi ít nhỉ? Bằng này thôi. Mấy người mấy miếng. Wow.
rồi đổ nha. Dạ. Để cô bơm cô đổ ngoài này cho luôn. Đây, tờ Trinh sẽ đi vào trong nhà một chút cô bác nhé. Trong nhà thì hiện tại đã có thêm ở đây, hôm qua vừa mới gắn cô bác, gắn đồng hồ ở đây. Đấy, nhìn gắn xong ạ, úi dồi ôi, gắn xong nhìn nhà sang hơn hẳn luôn cô bác này. Đó, cái này là cô mang từ bên nước ngoài sang đấy. Cái này bằng sắt cô bác nhé. Hoa trang trí bằng sắt. Còn ở đây có một cái quạt này, quạt gắn tường, úi dồi. Bây giờ coi như nhà Hưng ấy các bác. Nhà Hưng sau khi mà làm xong bờ kè là nó phải hoành tráng nhất bản này rồi. Không có ngôi nhà nào đẹp bằng ngôi nhà của nhà Hưng rồi các bác. Này, bên trong nhà bếp thì vẫn thế. Mai làm cái trần nữa các bác. Cái trần thì hiện tại đang đặt lên rồi. Đấy, đấy, ui dồi ôi, đồ. Đồ ăn. Đồ ăn là nhiều lắm các bác. Trong tủ không thiếu. Với cả cô là cô lên hôm nào cô cũng mua hết hơn 1 triệu tiền thức ăn lên đấy các bác. Đồ thợ coi như là công thì cao nhất, cao nhất ở khu này rồi. Đấy, cao nhất ở cái huyện này rồi các bác. Chả có ai làm ở chỗ nào mà lương mà cao như vậy. Với cả thời gian đi làm ấy, thời gian đi làm thì ít. Buổi sáng thì các anh làm đến 11 giờ là có người nấu cơm cho ăn. À, thì thật sự là công việc của các anh làm ở đây là cũng rất nhẹ nhàng thôi, nhưng mà công ấy các bác lại cao. Ở đây thì cô lại mua thêm cái đệm lên rồi này. Cái đệm lên, cái đệm mà trước cháu Trinh có mang lên một cái ấy, thì là của anh Hiếu tặng cho, nhưng mà lại không vừa cái giường này. Sáng nay cô mua lên thêm là bây giờ vừa rồi. Cô là buổi trưa là cô nghỉ ở đây các bác, nghỉ ở phòng của em Thuận. Đấy, tối thì cô về dưới huyện để nghỉ. Còn buổi trưa là cô nghỉ ở đây. Và cô cũng ngủ ở đây với Thuận một hôm rồi đấy. Hôm chủ nhật đấy, em Thuận đi học thì cô có ngủ đây. Thì bây giờ em Thuận đi học rồi các bác, thì đến cuối tuần em ấy mới về. Còn cô thì lên đây là buổi chiều tối là sẽ lại về với chúng cháu. Nóng quá nhỉ. Chỗ này không biết thiết kế cái gì ra che ở đây. Mai lấy bạt ra che bạn. Còn lấy bạt che còn nóng ấy. Bạt nó không có gió ấy. Đỡ hơn quá. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm anh thợ. Mai, tối nay chắc là gạch phải lên rồi. Em không làm cái ô nào cho nó xong cái ô đó. Mai mình chỉ nâng, cái này là mặt bằng nền rồi đấy. Xong rồi đấy. Nhưng mà bây giờ không có gạch ấy. Hết gạch ấy. Mai nâng lên được. Mai gạch nó có lên không? Có. Gạch là có ở bãi rồi chứ? Có bãi có rồi. À. Sáng ngày qua mình gọi order nó nói có. À, hôm qua chưa có, hôm nay mới lên đấy. Hôm nay mới bắt đầu có cho nên là tối, khả năng là tối mới trở lên. Vâng, buổi chiều này là gạch mới ra đến bãi. Chiều này nó trở lên à? Vâng. Chiều tối rồi ai lên nữa? Có mà, vẫn lên trở lên đây để đây cũng được. Thì mai mai không phải chờ ấy. Lên lúc nào cũng được. Hưng cũng biết xây rồi à? Ui. À, xem nhìn cái bờ kè xong làm xong cái bờ kè ấy là ngôi nhà của Hưng nhất cái khu này rồi. Cái này là cái gì đấy bác? Ớt ạ. Tướng, làm tướng ớt à. Tớ tưởng là cà chua chứ. Này, ui rồi. Ngon thế rồi. Rồi. Dạ được rồi. Chứ mà 50 ngàn á, ngoài cố là 20 rồi. À.
Bạn thử xem đi. Không dám thử đâu. Cay lắm. Này canh sáng này à bác? Canh khoai. Đây. Ui, nhìn ngon, hấp dẫn nhỉ. À, bây giờ coi như là cũng chín hết rồi các bác. Còn đợi các anh thợ nữa thôi. Có thể là sẽ ăn sớm hơn để còn đi về sớm. Chứ không rất là tội cô với cả bác luôn các bác. Cứ về đến tối xong là mới về đến huyện. Đấy. Cô là cũng lên đến đây chưa có thời gian đi đâu cả. Hôm nào bảo là lúc nào rảnh rảnh các bác thì sắp xếp thời gian là đưa cô đi chơi một hôm. Đấy. Đây, mít này các bác. Ui giời, mít này chín rồi. Mít chín rồi cô ạ. Mít chín rồi, thơm quá. Mít đây, mít chín rồi. Vâng, canh tắt bếp rồi. Vâng. À. Có đi nào? Ừ, tí bỏ sau tí vào mạch này nữa hết rồi. Trong sao tí nó ăn đây hết nó không ăn được. Cô lên đây mấy ngày là cô bảo là khỏe hơn các bác. Khỏe thì không khỏe mà cũng bình thường vậy thôi. Dạ. Mấy cái đá to này nó lườm trong thân má mục nó bỏ đá cẳng. Dạ. Má mục nó bỏ đá cẳng. Láo bạc thì nó. Láo bạc chứ bạn là mấy nhớ xử mà. Mày. Làm đá cạnh á. Đá cạnh. Đá cạnh ấy ạ. Ừ. Để làm gì? À. Để như vậy nó luồn cho măng không có đẹp. Vâng. Ui ạ. Hôm nay mình còn chưa được xây thế nào ấy. Hôm nào cũng vào xây mà. Bây giờ lên thợ rồi. Nhà anh Trường nhỉ. Đây. Yêu nước đi. Để anh xây cho. Đây có nhiều mà anh. Ô, chỗ này cao quá nhỉ, mai này xúc đất lên này cũng hơi vớt hết nhỉ, anh Cương nhỉ? Đây là bằng rồi, bằng cái nền này rồi. Cái này là cứng rồi chứ. Cứng rồi. À, sau này làm xong là đứng ở đây thoáng lắm rồi các bác. Và ở trên này thì phải mua một cái máng ấy các bác để cho nước nó chảy ra hai bên thôi, chứ không là chảy vào đây là nó hỏng hết đấy. Hưng ơi, cái máng này ở dưới kia có bán không? Cái máng này này, máng tôn này này. Dưới 30 ấy. Không thì mua ra để lắp luôn đi, không là mấy nước mưa xuống hỏng hết đấy. Dạ, hả mê. Qua đó anh gọi cả cái làm cái tôn kia. Tôn nào? Tôn dưới này á? 50 phân. À. Cắt xuống cấp 5 phân nhé. Có ai thợ ở đây không? Cơ khí á? À, người ta ra đo xong là đạt đấy. Đó, đi Hương á. Hương thì ít như thế sao lên? Anh lên làm trần thì làm sao chẳng đi? Không, trần là người khác. Người khác. Ừ. Người khác làm.
Đứng ở đây là không xây được bao giờ ấy nhỉ? Gạch ở đây xong lấy xây đấy anh Trường. Gạch ở đây lấy gạch đây xây này. Đấy, bây giờ nếu mà không có gạch thì xúc đất ở đây để vào trong này cũng rất là nhiều việc của bác. Vâng. Làm đi, anh em tranh thủ nhanh nhanh đi để con để nghỉ. Mà thế lá tảo mà dù. Vâng. Vâng. Hết đóng vữa xong là nghỉ nhá. Đấy, làm với cô là được nghỉ rất là sớm luôn. 5 giờ. Gần 5 giờ mới nghỉ. Nghỉ là có cơm ăn luôn. Đấy. 5 giờ. Vâng. Vâng. Giờ là ăn cơm xong là sau đây Tiểu Trinh sẽ giới thiệu những cái sản phẩm mà được ưa chuộng nhất ở trên kênh cũng như là trong thời gian mấy hôm nay, đó là bài thuốc xương khớp của bác. Đây là một túi xương khớp của ông Dĩ của bác. Thì chúng cháu có mang về để thứ nhất là để chữa bệnh cho các bác, thứ hai là để bán hộ ông Dĩ của bác, tại vì ông Dĩ thì ở trong làng ấy, trong quê thì ông ấy cũng bán nhiều. Đấy thì nhiều khi là sẽ không tiếp cận được với nhiều ấy các bác, nhiều quý các bác khán giả. Thì có rất là nhiều bác là phản hồi rất là tích cực, cũng như là khi mua về các bác thì cũng khỏi các bác. Đây là dạng kiểu là dây xương khớp này các bác, có rất là nhiều loại thuốc khác nhau. Thì khi mà ông Dĩ lấy về là ông ấy sẽ để lại thành một thang thuốc, thành một bài thuốc như thế này các bác nhé. Về những cái cây thuốc này thì sẽ giúp là chữa về các bệnh xương khớp. Đấy, các bệnh xương khớp thì có biểu hiện như là đau khớp này, khớp cứng và sưng này, phạm vi chuyển động hạn chế ở các khớp bị ảnh hưởng này, đỏ và ấm ở khu vực xung quanh khớp bị ảnh hưởng này, sốt, mệt mỏi, khó chịu. Đấy thì sẽ có những cái biểu hiện. Đó là những cái biểu hiện của bệnh khớp ấy các bác. Với cả là nhiều quý bác anh chị bị đau vai, mỏi gối, tê bì chân tay, các khớp. Thì quý bác anh chị mua cái bài thuốc của ông Dĩ về để sử dụng các bác nhé. Một gói như thế này thì là 1 cân các bác. Và một thang của nó thì 3 gói. 3 gói thì mới là 1 thang. Nếu như mà quý bác anh chị muốn mua thêm để khỏi dứt điểm ấy thì quý bác anh chị mua 1 thang là 3 gói. Cái này thì quý bác anh chị đun vào nước nóng các bác nhé, đun vào nước nóng như này này. Cháu Trình lấy có đun một ít này. Đấy, cháu Trình sẽ đổ ra đây để cho quý bác anh chị cùng biết là màu nó như thế nào các bác nhé. Đây, màu nó thì nó cũng đặc. Màu là giống như kiểu là mật ong khoái các bác. Đây, cháu Trình so sánh với mật ong khoái này. Đấy, màu rất là giống. Cháu Trình sẽ thử và sẽ xem là nó có vị như thế nào để cho quý bác anh chị cùng biết các bác nhé. Thật sự là rất là dễ uống các bác. Không bị đắng. Không đắng các bác nhé. Không đắng, không chua. Nó uống như kiểu lá mắt gan ấy. Không biết là quý bác anh chị có sử dụng lá mắt gan ở bên kênh của cháu Trinh bao giờ chưa. Thì nó y hệt như là cây lá mắt gan các bác nhé. Đây này, lá mắt gan đây này. Y hệt như lá mắt gan luôn các bác. Uống rất là dễ. Uống là không có vị đắng gì cả. Đây. Cái này là quý bác anh chị có thể là uống thay nước lọc hàng ngày các bác nhé. Nếu mà quý bác anh chị bị xương khớp thì mua về sử dụng uống như nước lọc hàng ngày. Còn không ấy, nếu mà quý bác anh chị mà bị bệnh gan thì có thể là sử dụng lá mắt gan này các bác. Lá mắt gan thì cũng dùng tương tự như là cây xương khớp ấy. Quý bác anh chị bỏ vào cái ấm nước và quý bác anh chị đun lên.
về cái công dụng của cây lá mắt gan ấy, thì sẽ giúp chữa về tất cả những cái bệnh về gan. Như quý bác anh chị có, nếu như mà có bác nào mà uống rượu bia bị độc gan ấy, thì giúp là giải độc gan. Những cái bệnh biểu hiện về của bệnh gan như là nổi mụn hay là cơ thể mệt mỏi, da vàng này, mắt vàng này, đấy là những cái biểu hiện về gan cùng với cả những biểu hiện khác nữa các bác nhé. Và trên tay của cháu Trình đây là sản phẩm một ong khoái thì cháu Trình bán từ trước đến giờ là những cái sản phẩm này thì nó là đặc sản ở trên vùng cao, cũng như là chỉ có ở trên vùng cao mới có những cái sản phẩm mật ong khoái chất lượng gửi đến cho quý bác anh chị. Và nhiều bác ấy là khi mà cháu Trình pha như thế này này các bác, pha vào trong nước ấy thì nó sẽ, nếu mà là mật ong chuẩn đấy các bác, thì mật ong sẽ lắng xuống còn nước sẽ nổi lên. Đấy, bây giờ cháu Trình sẽ pha trực tiếp này cho quý bác anh chị cùng xem. Đây. Đấy. Đây, quý bác anh chị có thể quan sát thấy mật ong là sẽ lắng xuống, nước là nổi lên các bác nhá. Tuy nhiên đấy các bác, tuy nhiên là quý các bác anh chị ấy là gửi đường xa ấy, trong quá trình mà cháu Trình vừa mới rót, vừa mới để đóng chai thế này và nó gửi xuống xa nó rung lắc đấy các bác, gửi xe mà nó rung lắc là nó tạo bọt. Thì khi mà quý bác anh chị gửi xuống mà không để nó lắng xuống hết ấy, mà để có bọt như thế này này, rồi quý bác anh chị rót thì nó sẽ có màu đục như thế này này. Đấy, tại vì nó chưa lắng hết các bác nhá. Như chai này này, nếu mà quý bác anh chị rót chai này vào ấy là nó sẽ không bị nổi lên. Đấy, bây giờ nếu mà để lâu ấy là nó sẽ lắng xuống hết này các bác. Nước là sẽ nổi phần nước, mật ong là chìm mật ong. Tại vì mật ong này là cháu Trình rót là đang có ga, đang có bọt này, bọt trắng này các bác, đấy chưa. Đấy. Tại vì mật ong khoái ấy, quý bác anh chị nếu mà cháu Trình gửi xuống ấy mà quý bác anh chị không thấy ga như thế này, nó mới là mật ong không phải mật ong chuẩn. Còn mật ong khoái chuẩn là nó sẽ có ga các bác nhé. Còn đây là những cái sản phẩm mà cháu Trình mới có thêm ở trên kênh, đó là những lọ cao các bác nhé. Lọ cao có, cháu Trình có cao dạ dày này, tá tràng này, và cao xương khớp, cao hoa đu đủ đực các bác nhé. Và có cả cao mất ngủ nữa. Đấy, nếu mà quý bác anh chị mua về sử dụng thì có thể là quý bác anh chị bóc ra rồi sẽ để vào cái cốc nước ấy các bác, để vào cốc nước xong là khuấy đều là sử dụng được các bác nhé. Đây, tại vì là những cái lọ cao thế này thì sẽ nấu bằng hoàn toàn bằng những cái cây xương khớp của các bác, thì nấu thành cao ấy thì khi mà quý bác anh chị mua về là sẽ dễ sử dụng hơn. Quý bác anh chị chỉ cần là đấy, lấy cái thìa cà phê, là một cái thìa nào nhỏ nhỏ thôi các bác, đấy múc một thìa thôi các bác nhé, không lấy nhiều đâu, ít như thế này thôi, rồi quý bác anh chị pha vào nước để sử dụng. Là nó dạng cao thì nó sẽ dễ sử dụng hơn là dạng cây thì nó sẽ không phải đun các bác nhé. Đấy. Đây là những cái sản phẩm mà hiện tại cháu Trình đang có thêm ở trên kênh, và quý bác anh chị mua thì có thể liên hệ trực tiếp với cháu Trình để cháu Trình có thể tư vấn và bán những sản phẩm để phụ giúp bà con, cũng như là đưa đến cho quý bác anh chị những cái bài thuốc các bác nhé. Còn đây cũng là dạng thuốc xương khớp này, tuy nhiên thì loại này là có rất là nhiều loại, rất là nhiều vị khác nhau các bác nhé. Đây, quý bác anh chị có thể quan sát thấy này, nó có 7-8 vị các bác đây này. Đấy. Ở đây là có, đây là có những cái dây gọi là sâm ấy các bác, sâm rồi chuối, hạt kỳ tử, đấy, rất là nhiều. Và quý bác anh chị quan tâm sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với cháu Trình qua số điện thoại mà cháu Trình để trên màn hình, cháu Trình sẽ tư vấn cụ thể các bác nhé. Xin chào các bác. À, cũng gần tối đấy, tí đi một đoạn là phải bật đèn xe rồi. Ngày qua mình về nửa đường rồi đấy, cái này là về. Vâng, không thì lần sau là khả năng là cô cháu mình ăn cơm trước, không về trước cũng được. Chứ không là đội đồ thợ xong là tối bật đèn xe về tội cô với cả bác. Không, ngày mai á, bữa này á là khoảng 4 giờ ăn được rồi. Vâng. Bụng bụng. Mình nấu sẵn ở đây đó, mình ăn cái gì. Vâng, mình ăn trước vài miếng xong à. Quay buộc cái này cho cô để cô sắp. Xong về trước cũng được. Cô cầu tiêu. Đây để con. Đây để con xách vào cho. Chắc cô cầu tiêu đứa nào chạy hết là cứ vứt cái chỗ không à, cô cứ. Vâng. Mấy anh em đi vệ sinh hết nước phải mang về, mang vào nhá. Ai đi vệ sinh mà hết là phải ra sắt. Ai đi trong đó mà sắt được tí chứ. Cho để cô xách vào đi. Nhà vệ sinh thì phải xách từng số nước vào. Hiện tại là vẫn chưa nước thì lấy ra ngoài nhé. Nước lấy ra ngoài để sử dụng các bác. Còn ở đây thì sau khi mà làm xong công trình thì mới bắt đầu gắn nước vào. Treo mà nó liên hệ đẹp. Vâng, đẹp lắm.
Ui dồi, cô này mà hôm nay mới mua lên hả cô? Cái khoản này. À. Mua lên 2-3 ngày rồi. Vâng, lắp ở đây là mát hết cả nhà luôn đấy. Vâng. Chưa lắp trong phòng thùng chỗ đâu lắp nhỏ con vâng. Ấy. Dạ. Thùng ngủ bỏ mấy quạt đó ngủ mát lắm á. Đúng rồi. Cô ngủ cô bỏ cho mát đã. Vâng. Không cần trong phòng thùng. Vâng. Phòng nhỏ quá. Đúng rồi. Có một cái máy quạt là đủ à? Đủ lạnh. Cô nói nghe đã ra hơi mát cái phòng này mới đó. Dạ. Phòng ngoài đó là để cho khách. Vâng. Hưng nó ngủ cái phòng này rồi khi nào á cô nói chuyện rồi. Mai một cô qua mà hết việc á, là mở ra thêm. Mở ra thêm phòng này. Mở ra thêm làm cái phòng master bé trú có toilet tắm luôn. Master luôn. Master luôn. Phòng master. Làm mở ra thêm xây ra thêm cho hết đất ngoài đó cho hắn. Vâng. Tuổi là em làm bờ kè của cái phòng á lên luôn. Nó xây cái phòng ra to làm vâng. Buồng tắm toilet của tiêu sau đó cho nó luôn. Dạ. Cái vật tường này này ra đập ra vâng. Làm lại cái phòng cho nó cho to. Dạ. Hiểu không chứ cái phòng để mái mục còn đây mấy cái phòng này mái mục nó có con á dạ. Nó ngủ thôi còn dạ. Cái phòng này nó to cho nó đáng ra thằng Hưng nó phải ở trong này dạ. Còn cái phòng ngoài là để cho dạ. Để cho khách vâng. Rồi ngày này cô mới mua thằng liền để cái thằng này chở lên này dạ. Vâng. Vừa luôn vừa sáu vừa luôn vâng. Còn cái ông này ông cho tầm này thì dài. Dài ông quá. Bán đồ cũ hết em ơi, ở dưới trên sóng giường á đồ cũ gãy hết. À. Bán đồ cũ cho hắn hết. Ở bên cái phòng của cô ngủ bên đó là to hơn cái phòng khách này nữa. Ủa. Có gấp đôi luôn. Một phòng là to hơn cái phòng khách này. Phòng của cô là to bằng hai cái phòng khách này. Nhưng mà nhà con này phòng có nhỏ này đâu. Thì ở đây là gì ấy. Vâng. Nhà con còn nhỏ hơn ở phòng Hưng này này. Ô sao ai để con bập bia đây kì vậy trời. Còn trong phòng trong thuần đi của ai vậy? Chắc ai mang ra làm gối à? Trưa nay chắc ai mang ra làm gối ngủ đây. Này không mang vào. Bắt à? Bắt con ấy, bắt tô ấy. Xi măng là dùng đi hơn nửa rồi. 3 phần thì chắc dùng đi 2 phần rồi. Còn 1 phần nữa thôi. Đấy. Xi măng thì tầm ngày mai ngày kia là trở lên sau cũng được các bác. Còn nhiều. Đây, có một quả mít này. To lắm. Đấy, giờ Trinh sẽ dọn ở chỗ này để tí nữa ăn cơm. Đấy, có cô với cả bác vào cái là nhà là không thiếu cái gì luôn, đầy đủ mọi thứ. Giờ ở không ở làng là bây giờ chưa nhà nào nấu cơm đâu. Vâng. Nên là ăn sớm rồi đấy. Úi dồi, hôm nay tối nay là ăn trứng quá. Một rổ một thau trứng luôn. Trưa nay là ăn bún à cô? À bác, trưa nay ăn bún à? Cơm đây còn có một túi bún này. À, bác phải có hiểu thích ăn. Đây, thau trứng này để giữa luôn. Ăn như này mà cô với cả bác về là nhớ lắm đấy. nhớ cô với bác lắm đấy. Xong chưa anh trưởng ơi? Xong rồi. Xong rồi à? Không thì nếu như mà đường ở gần đấy cô bác thì có thể là đội thợ vẫn có thể làm đấy, thêm đến tầm
6 giờ kém cũng được, nhưng mà bây giờ là lo cho cô với cả bác là đi xa quá, tí về đến nhà là tối nên là phải ăn sớm. Xong chưa? Rửa chân, rửa tay đi. Bác ăn cơm à bác? Bác ăn bún rồi à? Vâng, Giang là trước đi làm đầu bếp ấy. Làm bếp ở Bắc Ninh. Giờ là có cố ở đâu là cho bạn ấy đi làm. Giang này, Thịnh này, anh Nghiêm đấy. A Giang TV này, Trao Yêu Thương này. Kết Nối Yêu Thương là mấy kênh mà trước toàn đi làm đầu bếp. Vâng. Cơm. Cơm chín rồi à bác? Chưa. À. Mai là sẽ xong công trình bờ kè này rồi các bác nhé. Đây, mai là chỉ cần hót đất đổ lên cho bằng ở đây nữa. Xong là mấy cái cột trụ này thì các bác. Mấy cái cột trụ này thì sẽ xây lên cao lên để cho nó đẹp ấy. Đây. Cách nhau 2 mét là có một cái cột trụ ở đây các bác. Đây một cái cột trụ này, cái này một cái này. Đấy. Thì mấy cái cột trụ này sẽ xây cao lên. Đẹp đấy nhỉ anh nhỉ. Quá đẹp luôn đấy chứ. Quá rồi. Ừ. Quá đẹp tuyệt vời rồi nhỉ. Ừ. Làm cái cổng là lên chỗ nào? Lên tận tít đằng kia, ngoài kia luôn. Ngay chỗ cái bàn đấy anh. Ờ đúng. Thì nó mới không dốc lên. Là đằng làm đằng này nó dốc quá. Ừ. Làm không được cái cục cổng nó không được cao ấy. Ừ. Cái này làm mà nó thì ra nó bị dốc. Ừ. À đằng đây xuống là nó có phải phải cứu mình lên lấy đất đâu đấy. Ừ. Đấy, bây giờ xong công trình này thì sẽ lại tiếp tục làm ở đây, các bác. Làm ở đây thêm một số công trình nữa. Hiện tại là cô Hiếu Lê đang nói chuyện với cả anh Trường. Đang cho anh ấy làm thêm. Mai xây cái hầm trước. Xây cái hầm trước thân vườn đồng. Ngày mai hai đứa bộ phần xây cái hầm trước. Để cho mình có chỗ cho mình làm á, cái vâng. Đào đất trong nó ra một cục, chặt cái bụi đó. Cái bể phốt à? Nha. Bể phốt đấy. Làm cái bể phốt cô ra làm toilet ngoài này. Đào cho sạc cái cây đó luôn, cái bụi đó luôn nhé. Nha đồng. Đồng ngày mai đem vô sạc cái bụi luôn nha. Còn sau trong này mình đào sau. Để mình đào ngoài này trông giữ cái chân cái đã. Mình cứ đầu vô mình làm lần vậy.
Cơm. Cơm chắc chín rồi bác ạ. Ăn lộn được con thịt để cân. Ăn thịt thịt lộn đấy. À vịt lộn đấy. Cắm đi bà, xuống đây ăn, ăn chín xong rồi mình lấy cơm ra sau. Chín rồi mà. Chín rồi, ấy cơm chín rồi. Nhanh lên. Mày anh ơi. Đi hạ tủ luôn ạ. Sang bác phải. Đi nắm cho bác. Ủa, nước chấm. Nước chấm mà quá là ngon luôn. Ăn trứng chưa à, anh Trường? Wow. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Thái được bằng này thôi. Nghe còn thừa một đống cưng anh bảo là làm sao mà. Thế thôi. Anh đủ rồi. Ngon quá nhỉ. Ngon không? Ừ. Anh ăn 4 quả. 4 quả. 4 quả có khi còn no ấy chứ. Có ăn được cơm không? Rồi, thôi bây giờ anh em chúng cháu sẽ ăn cơm của bác nhé. Cơm xong là cùng với cả cô sẽ đi về. Còn thước phim đây khá là dài rồi. Chương trình cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây. Cảm ơn quý bác anh chị đã luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để dân cảm yêu thương đến những hoàn cảnh em nhỏ trong cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Xin chào các bác nhá. Cảm ơn các bà, cô chú ạ.